Bạn đã bao giờ gặp khó khăn khi mua hàng từ Trung Quốc về Việt Nam? Bạn lo lắng về việc thanh toán quốc tế, rủi ro tài chính và thời gian vận chuyển. Hãy để tôi tiết lộ một bí quyết có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn mua sắm. Đó chính là dịch vụ thanh toán hộ. Và trong video này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng dịch vụ này để đạt hiệu quả cao nhất. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá một dịch vụ tuyệt vời, dịch vụ thanh toán hộ. Đây là giải pháp giúp bạn mua hàng từ Trung Quốc về Việt Nam một cách dễ dàng và an toàn. Dịch vụ này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn giảm thiểu rủi ro tài chính. Dịch vụ thanh toán hộ là gì? Đơn giản là bạn nhờ một đơn vị trung gian thanh toán hộ tiền hàng và phí vận chuyển khi mua sắm từ các trang web Trung Quốc như Taobao, 1688, Tmall. Dịch vụ này sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề về tài khoản thanh toán quốc tế, giảm thiểu rủi ro bị lừa đảo và đảm bảo hàng hóa được vận chuyển về đúng địa chỉ của bạn. Vậy lợi ích của việc sử dụng dịch vụ thanh toán hộ là gì? Thứ nhất, bạn không cần lo lắng về việc có tài khoản thanh toán quốc tế. Thứ hai, dịch vụ này giúp bạn tránh được rủi ro về tài chính, không sợ bị lừa đảo hay mất tiền oan. Thứ ba, bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức vì mọi thủ tục đã có dịch vụ lo. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào phần chính, cách sử dụng dịch vụ thanh toán hộ để đạt hiệu quả cao nhất. Trước tiên, bạn cần chọn một đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ này. Tôi khuyến nghị bạn nên tìm hiểu kỹ về đơn vị đó qua các đánh giá từ người dùng. Đầu tiên bạn dán link sản phẩm ở phần tìm kiếm sản phẩm, sau đó bấm tìm kiếm. Lựa chọn thông tin và ấn thêm vào giỏ, ấn vào kiểm tra giỏ hàng. Tích vào sản phẩm và ấn đặt hàng. Bạn hãy điền thông tin người mua hàng. Kiểm tra xong thì tích vào ô này, rồi ấn đặt hàng. Vào phần đơn hàng đặt hộ. Ấn vào đặt cọc. Xác nhận thanh toán. Bạn phải nạp tiền vào app để tiến hành thanh toán. Bạn hãy làm theo hướng dẫn để nạp tiền thành công. Như vậy là bạn đã có thể đặt hàng qua web vận chuyển hoa nam.vn rồi. Để thuận tiện nhất thì bạn hãy cài đặt web vận chuyển hoa nam vào Chrome. Sau khi cài đặt thì bạn có thể trực tiếp đặt hàng trên các trang thương mại điện tử bằng app vận chuyển hoa nam. Sau khi làm như video thì bạn tiến hành thanh toán như bình thường. Kiểm tra lại thông tin và thanh toán. Sau khi lên đơn thành công thì bộ phận order của Hoa Nam sẽ liên hệ lại để xác nhận lại đơn hàng, mẫu, kích cỡ, chất liệu, số lượng như trên trang đặt hàng. Có một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ thanh toán hộ mà bạn cần biết. Thứ nhất, luôn kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm và người bán trên các trang web Trung Quốc để tránh mua phải hàng kém chất lượng. Thứ hai, nên chọn đơn vị thanh toán hộ có chính sách bảo hiểm hàng hóa để bảo vệ quyền lợi của bạn. Cuối cùng, luôn theo dõi tình trạng đơn hàng và liên hệ ngay với đơn vị thanh toán hộ nếu có bất kỳ vấn đề gì. Hy vọng rằng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dịch vụ thanh toán hộ và cách sử dụng nó một cách hiệu quả. Đừng quên nhấn nút like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại thông tin ở link ghim ở bình luận bên dưới. Chúc bạn nhập hàng Trung Quốc thành công và an toàn!